Chào đón quý thính giả đến với podcast chương trình văn nghệ tổng hợp trên YouTube Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử. Trên khắp các ngả đường, rợp bóng cờ hoa, chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là dịp để mọi người trên đất nước Việt Nam cùng nhớ tới những công lao hy sinh to lớn của các cha ông đi trước. Nhớ lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng, từ đó dân ta càng phải tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tản văn Rưng Rưng những ngày giành độc lập của tác giả Nguyễn Bá Thuyết. Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đem lại giá trị thiêng liêng của hòa bình, tự do, độc lập. Vì thế, đối với mỗi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, trong những ngày giành độc lập đều dạt dào biết bao cảm xúc khi sống trong thời khắc mùa thu tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vô cùng ý nghĩa. Thế hệ chúng tôi cảm nhận những ngày tháng khí thế hừng hực đứng lên cướp chính quyền, giành độc lập của nhân dân ta qua lời kể của cha ông và tư liệu lịch sử. Cách đây vừa tròn 79 năm, theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, nhân dân Hà Tĩnh đã đồng tâm, đồng lòng vùng lên đánh đuổi hệ thống cai trị, giành chính quyền về tay nhân dân, là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất của cả nước. Chỉ với vũ khí thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, giáo mác, nhân dân Hà Tĩnh, theo tiếng gọi của Việt Minh, vùng lên lật đổ chính quyền thực dân phong kiến, góp sức làm nên cao trào cách mạng, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố thị, xóm làng, thôn bản. Từng đoàn người cuồn cuộn như thác đổ, mang theo khát khao tự do độc lập tiến về các trung tâm huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, rồi tiến về thị xã Hà Tĩnh cướp chính quyền. Cách mạng tiếp tục lan tỏa ra các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân. Trong tim mỗi người dân đất Việt còn in đậm thời khắc ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, cất lời tuyên bố sõng dạc với quốc dân, đồng bào và nhân dân thế giới rằng một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phía đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Xúc động biết bao, tự hào biết bao, giờ ngẫm lại, hình dung lại quá khứ oanh liệt vĩ đại ấy, mà trong tôi vẫn rưng rưng xúc động vì sung sướng đến vô cùng. Cũng kể từ mùa thu đó, trên tất cả các vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh, người dân đã lấy ngày Quốc khánh là ngày Tết độc lập. Tinh thần khát vọng tự do đã giúp quân và dân tỉnh nhà vượt qua biết bao hy sinh gian khổ, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Truyền thống yêu nước, kiên cường cách mạng đang tiếp thêm sức mạnh để nhân dân ta vượt khó vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng. Mỗi mùa thu qua, chứng kiến bao đổi thay trong diện mạo và đời sống của nhân dân Hà Tĩnh. Từ chỗ xuất phát điểm rất thấp, tỉnh đã vươn lên hòa mình cùng dòng chảy đổi mới với một thành phố và hai thị xã. Thị xã Hà Tĩnh nhỏ bé năm nào, nay đã thành thành phố loại 2. Ngày càng nhiều những công trình mới hình thành nên đô thị văn minh hiện đại. Chất lượng sống người dân không ngừng được nâng lên. Huyền thoại núi Hồng sông La vốn đã nên thơ, nay càng thêm thơ mộng. Giữa phố xá mới có dòng sông với những con thuyền lượn lờ, những cánh đồng xanh thẳm đẹp như một bức tranh. Các bản làng xa xôi trên dãy Trường Sơn nay cũng đã có đường nhựa hoặc bê tông đi lại thuận tiện. Mọi sự chỉ đạo điều hành kết nối qua không gian mạng. Tỉnh đã có những thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng như kẹo Cu Đơ, bánh bèo Hà Tĩnh, bánh đa vừng, ram bánh mướt, hến sông La, bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, mực Vũng Áng có tiếng thơm đang ngày một lan xa. Ngành du lịch được chú trọng phát triển, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Với các địa danh nổi tiếng lưu mãi trong lòng du khách khi về với Hà Tĩnh, xứ sở lam hồng như biển Thiên Cầm, biển Xuân Thành, chùa Hương Tích, ngã ba Đồng Lộc, hồ Trại Tiểu, vườn quốc gia Vũ Quang, khu di tích Nguyễn Du, Trần Phú. Mọi người dân Hà Tĩnh yêu thiết tha quê hương dân tộc mình Trải qua muôn vàn phong ba hoạn nạn, vẫn kiên cường đứng lên giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tự hào và xúc động biết bao khi mình là một công dân của một đất nước có hàng ngàn năm lịch sử chói ngời. Đời đời nhớ công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nguyện sống xứng đáng với những giá trị truyền thống của tổ tiên, ông cha ngàn năm để lại.